Vâng, gửi tới các bác một cái dòng dung dịch để các bác chăm cây. Đây là ống truyền. Và dung dịch truyền thì hôm nay em sẽ đưa tới các bác 4 loại. Và với 4 cái loại này thì đây đang là những cái loại cao cấp nhất để các bác nhà mình chăm cây công trình. Đầu tiên là dịch con ong. Với dịch con ong này thì nó sẽ có màu xanh, thể tích của nó là 1 lít. Dịch con ong thì hôm nay em sẽ đưa tới các bác hàng Đài Loan nhập khẩu nhá. Đấy, dịch con ong. Cái này cái cách truyền thì rất chi là đơn giản, với một cái dây truyền như này. Đấy, khi các bác truyền thì các bác cái dây này là dây đeo nhá. Các bác đeo lên cây này. Đấy, các bác đeo trực tiếp lên cây như này. Và cái dung dịch thì các bác sẽ mở cái bỏ cái lắp này đi, xoáy cái lắp này trực tiếp vào. Đấy, xoáy vào trực tiếp như này nhá. Và khi cái dung dịch mà nó đã chảy xuống cái dây dưới này ấy thì như các bác nhìn là đầu dưới này thì nó sẽ làm một cái dây hai ngạnh. Đấy, các bác hãy dùng cái mũi khoan và tháo cái dây này ra, cắm trực tiếp vào thân. Và các bác phải khoan vào đúng tận phần thân gỗ của nó nhé, thân gỗ cứng, chứ còn đừng khoan vào ngoài vỏ rác là nó lãng phí mất truyền dịch của mình. Đấy, đây là cái đầu truyền và đây là cái cắm thẳng. Khi mua một thùng truyền dịch có 10 gói này thì sẽ được theo một cái mũi khoan để các bác nhà mình về khoan cây. Đấy, và tiếp tục là tới cái gói dịch trắng. Cái dịch trắng này thì trong thời gian vừa qua em gửi cho các bác làm cây công trình đây, với cái số lượng lớn hàng nghìn gói. Tất cả những cái hàm lượng của nó thì sẽ đầy đủ dinh dưỡng để cây của bác vàng lá, cây kém phát triển, cây không kẹt rễ, cây rụng lá, cây nó cằn cỗi thì các bác hãy sử dụng ngay. Ví dụ như một cái cây nhỏ thì các bác chỉ cần một gói này thôi. Và nếu như mà công trình lớn thì các bác sử dụng cả thùng, mua cả thùng thì sẽ bằng giá giao sỉ nhá. Đấy, và tất cả cái này thì các bác đều lắp trực tiếp vào đây để cái dịch dung dịch nó chảy. Và mỗi một cái đầu dây truyền này thì nó sẽ có tùy chỉnh mức độ là chảy nhiều hay chảy ít đây các bác nhé. Các bác có thể tùy chỉnh ở đây này, dây truyền. Đây là cái dịch màu trắng này, thì em cũng sẽ báo giá luôn. Ví dụ như cái gói dịch màu trắng này, đơn vị em sẽ gửi cho các bác gửi lẻ, một gói sẽ là 200.000. Đấy, và miễn phí ship trên toàn quốc. Cái dung dịch bên trong của nó là màu xanh, màu xanh nước biển đấy ạ. Đấy, còn cái này, cái con ong mà giá của nó là 250.000 một gói nhé. Mua cả thùng 10 gói thì sẽ là giá sau giao sỉ luôn, giá rẻ nhất để gửi cho các bác. Đấy, và tiếp tới là tới cái loại GG. Đây là GG, là một cái loại thượng hạng. Đem bán là với số lượng kể cả giao sỉ hay giao lẻ trên toàn quốc thì được các bác yêu thích rất nhiều. Đấy, dòng GG 1 lít này. Tất cả cái công thức truyền nó đều như nhau hết, các bác cứ xoáy cắm trực tiếp vào đây. Đấy, và cái dịch nó sẽ tự chảy dần dần vào trong thân cây. Khi mà dịch này nó đã vào trong cái thân cây của các bác thì cây của bác sẽ hồi phục sau tầm độ 10 ngày tới 15 ngày là cây nó sẽ bình phục dần dần nha các bác nhé. Phát triển toàn diện, bởi vì cái này nó cung cấp dinh dưỡng rễ, lá, mầm, chồi, cây mập, cây cằn cỗi, các bác có thể sử dụng ngay cho cả cây ăn quả và nhất là các bác làm cây cảnh, cây công trình mà sử dụng nhiều nhất đây. Và cái dung dịch này thì em đã bán lẻ một gói sẽ là 250.000. Và khi các bác mà mua cả thùng 10 gói thì giá sẽ bằng giá sao sỉ nhá. Một thùng là có 10 gói. Các bác mà muốn mua rẻ nhất thì cứ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên cái phần video này, 0888 636 138, hoặc 0975 531 602. Số điện thoại sẽ có Zalo để em tư vấn các bác về tất cả cái dung dịch về đồ chăm cây. Thể tích 1 lít, cái này bên trong của nó màu trắng nhé các bác nhé, dung dịch. Đấy, và tiếp tới là cái gói giá thấp nhất là cái gói dung dịch GG. Cái loại này cũng là hàng GG nhé các bác nhé, nhưng đây đó là hàng rẻ. Cái này em sẽ có gói thể tích là 1 lít và 1 lít rưỡi. Đấy, cái này rất chi là rẻ, ví dụ như gói 1 lít của nó có 150.000 một gói thôi. Đấy, và mua từ 2 gói thì em sẽ miễn phí ship ở cái dòng này. Đấy, các bác muốn mua 1 lít thì em bán 1 lít nhá. Cái này là dung dịch GG, dịch của nó là màu lâu đỏ đấy. Đấy. Và những cái gói truyền dịch này thì đơn vị em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc, nhận hàng các bác kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Và đến với đơn vị em thì các bác đã tìm được một đại lý chính chuyên về đồ chăm cây. Đấy, các bác đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh là nút đỏ ngay cạnh góc màn hình để đón xem và cũng như lựa chọn những cái dụng cụ hay nhất của đơn vị em qua những cái đoạn clip ngắn như này nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.